Hai mọi người buổi tối vui vẻ nha. Vào chờ nhé. Chọn hải cặc đi ạ. Rồi đông. Rồi đông. Nay có sale zone không nhỉ? Nay có sale zone không? Trong nhà đang sale zone. Chỗ đông dữ vậy. Ê cho trái quả. Ui nhiều vậy. Ui trái này cái gì vậy? Trái này cái gì mọi người? Nó không hiện trái quả. Ui cho quá trời. Nhiều vậy. Ôi ôi. Nhiều trái quỷ vậy. Mọi người nhìn trái quỷ nè. Đúng là meme si mà. Cho đi cho hết đi cho hết đi. Ủa đựng trong túi được không? Có túi không? Mọi người đựng đựng trong túi. Này trái mochi đúng không? À mochi nè. Wow. Wow. Cất túi được không? Chị to được nè. Trời ơi. Cất hết cất hết. Trời ơi đã. Chị xưa. Cất hết cất hết. Để dành ăn. Trời ơi. Một nồi trái quỷ luôn. Ai có gì? Ui. Hôm nay có gì nè. Trời ơi. Trái này trái gì á? Cất hết. Ui. Trái màu đỏ là trái xịn đó mọi người. Trái màu đỏ mới cất á. Trái xịn đó để mình cất hết xong. Cho mình cười. Cho mọi người coi nha. Mọi người. Trời ơi. Một nồi luôn kìa. Ui má ơi. Trái đàn hình nữa. Ui, cái gì đây? Ui, đừng má. Trời ơi. Xong luôn. Mất hết trái quỷ rồi. Ông nào chơi kỳ vậy? Trời ơi. Hello YouTube. Chơi kỳ vậy, mất hết trái quỷ rồi. Trời ơi. Đang cất trái quỷ rồi. Ông nào chơi kỳ quá à. Mất hết luôn. Được cất hết. Cái màu tím này là gần xịn nè. Gần xịn á. Cái bom nè. Nhìn mấy cái mặt này mắc cười quá mấy cái mặt. Cái cát nè. Mấy cái mặt con mèo. Nó mặt con mèo nhưng mà nó sẽ có hiệu ứng á. Cái này là chắc là trái trái Paris nè. Trái. Ôi. Rồi hình như cái này có rồi. Ui. Được luôn kìa. Dog girl. Ôi cái này cái gì đây? Cái gì? Móc ba. Trời ơi, trái Uno kìa. Có Uno đó kìa. Trời ơi, nhiều trái quá, cho đi. Đây, tôi nhận hết. Cái bao thầu hết. Bao thầu hết. Ủa mày mấy hôm nay ở đâu mà có trái quỷ nhiều quá vậy? Hả? Trái xịn không nữa chứ. Ủa sao kỳ vậy? Game này như kiếm trái quỷ dễ lắm phải không? Kìa đó. Ôi coi kìa. Donut kìa. Mới cho. Mới được trái donut nè. Bọn đây bọn đây. Bọn hết đây. Đừng hết. Lấy hết. Không chừa trái nào hết á. Cất hết rồi kìa. Ủa sao mém này nhiều trái quỷ vậy? Là sao mọi người? Nghe em nhìn lại. Hello Sát. Hello Minori. Ở đây đang trời mưa mọi người ơi. Chỉ mưa tới rồi kìa. Ủa sao cất hoài được luôn nè mọi người. Không lẽ đựng được một trái nữa hả? Asset. 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 In. In. In đó đi. In đó đi. In đó đi. Chay nữa. Từ từ. Rồi đây coi rừng trái quỷ rồi. Rừng. Ở đây đây inventory. Ủa ở đây flower đây đất đất gờ. Ui đừng bao nhiêu trái quỷ cũng được nữa nè. Trời ơi game lỗ quá vậy. Ai cho tiền cho 10 triệu đi. Vậy là sao? Nó game này chơi dễ quá vậy?